hôm nay Phương Mai xin đại diện các chị ở đây. Hôm nay nhân ngày sinh nhật của Linh là cũng là người bà mới bắt đầu bắt đầu tình thương bắt đầu dồi dào. Lấy thao hứng. Xin tặng bảy chị em không lấy khăn hả mà thao hứng Linh hứng chúc Linh càng ngày càng đẹp và càng càng kiếm lấy kiếm càng ngày càng đẹp và khỏe mãi. Và có nhiều nghị lực để bước lên trên con đường kia sao? Rồi bây giờ mấy chị hát bài Happy Birthday. Happy Birthday to you.